Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày về tình hình Biển Đông. Ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tin chấn động toàn nước Mỹ đêm hôm qua, bất ngờ Trung Quốc nổi cơn tanh bành khi liều lĩnh bắn hạ một máy bay F-35 của Mỹ ở Biển Đông, đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên mức độ báo động. Thưa quý vị, truyền thông của Trung Quốc cho biết, người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đang rất vui mừng khi hôm qua không quân của nước này đã cho bắn cháy một chiếc siêu tiêm kích F-35B của Mỹ ở eo biển Đài Loan, nơi tiếp giáp với cả Biển Đông. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, một tuần trở lại đây, các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon ngủ không yên khi liên tục bị các nước lớn như Italia, Tây Ban Nha, Triều Tiên và Mỹ liên tục cho tên lửa và bom không kích bất thình lình. Nhưng vào khoảng 22 giờ đêm qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho mổ trâu mổ lợn để ăn mừng vì đã bắn hạ được một chiếc máy bay siêu hạng F-35B của Mỹ và khiến nó bốc cháy dữ dội ở ngoài Biển Đông vì trúng một loạt các tên lửa của không quân Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc cho biết, trước sức ép kinh hoàng từ các nước phương Tây, Liên minh châu Âu và Mỹ, quân đội chính quyền ông Tập Cận Bình đêm hôm qua đã nổi cơn tan bành cho tàu sân bay Liêu Ninh cùng một đội tàu quân hùng mạnh của Hải quân nước này đã cho nã 9 quả tên lửa bắn rơi một chiếc máy bay hiện đại nhất của Mỹ để trả thù. Và cuộc trả đũa trên đã vô tình đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên mức độ cảnh báo. Thưa quý vị, truyền thông của Trung Quốc cho biết cuộc công kích đêm ngày hôm qua đã làm cho người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, Chủ tịch nước ông Tập Cận Bình hả hê và vui sướng. Ngay lập tức, ông Tập đã cho mổ trâu mổ lợn ăn mừng khi người đứng đầu của đất nước tỷ dân này cho rằng hôm qua chính quyền của ông đã có 2 chiến thắng vang dội, làm cho các nước trên thế giới phải kính nể và làm cho Mỹ phải khiếp sợ. Trong một bài phát biểu mới nhất đêm ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã nói trước truyền thông Trung Quốc và truyền thông của thế giới rằng Bắc Kinh đang ăn mừng 2 chiến thắng vang dội. Một là của quân đội của nước này đã bắn rơi một chiếc máy bay hiện đại nhất F-35 của không quân Mỹ ở ngoài Biển Đông, làm cho hải quân quân đội của Hoa Kỳ chạy toán loạn. Hai là Trung Quốc đã khống chế được dịch bệnh trên toàn bộ lãnh thổ của Trung Quốc sau gần 2 năm bị phong tỏa, thì bây giờ dịch bệnh đã bị phía Bắc Kinh khống chế. Ông Tập Cận Bình cho rằng đó là những chiến thắng vang dội mà Bắc Kinh làm được trong thời gian vừa qua và sắp tới Trung Quốc sẽ vươn lên đứng ngôi vị trí số 1 trên thế giới thay cho Mỹ. Và lúc đó quyền sinh quyền ra sẽ thuộc về tay phía Trung Quốc. Các nước trên thế giới sẽ phải kính nể phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, ngay sau khi bắn chiếc máy bay F-35 của không quân Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đại diện là ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã trực tiếp lên tiếng nói rằng yêu cầu Hoa Kỳ rút ngay toàn bộ tàu thuyền và máy bay ra khỏi eo biển Đài Loan, bởi vì eo biển này thuộc về phía Trung Quốc. Ông còn nhấn mạnh rằng, ngoài eo biển Đài Loan thì các vùng biển ngoài Biển Đông, ví dụ như 7 hòn đảo và con đường 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra ngoài Biển Đông đều thuộc về phía Bắc Kinh, yêu cầu hải quân không quân của Hoa Kỳ cũng như tàu thuyền của các nước tránh xa những vùng đặc quyền kinh tế và vùng lãnh hải của Trung Quốc nếu không sẽ bị bắn bỏ. Tiếp đó, người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa cũng đã lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây như Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và đặc biệt là Mỹ trong thời gian vừa qua đã liên tục uy hiếp Bắc Kinh, và ông nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ để cho các nước phương Tây như Mỹ đe dọa đến an ninh chủ quyền, đến vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và bất kỳ một ai, bất kỳ một nước nào mà dám xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc đều bị xóa sổ và đều bị san phẳng. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục gia tăng trong những ngày vừa qua. Chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cũng đang trong tình trạng mất ăn, mất ngủ khi cùng một lúc ông phải nghe hai tin được cho là sét đánh. Đó là tình hình ngoài Biển Đông, một chiếc máy bay hiện đại nhất của không quân Hoa Kỳ đã bị phía Trung Quốc điên cuồng cho bắn hạ. Tin thứ hai làm cho ông Biden đang rất đau đầu, đó là việc con virus Trung Quốc đang hoành hành tại nước Mỹ. Và ngay sau đó thì quân đội Mỹ trông chuẩn bị các kịch bản xấu nhất. Có một điều không thể bàn cãi là cả Mỹ và Trung Quốc đều đang ra sức củng cố lực lượng chuẩn bị các kịch bản xấu nhất dù nhiều người vẫn không tin chiến tranh Mỹ-Trung có thể xảy ra. Truyền thông Trung Quốc hôm qua đã phản pháo mạnh mẽ sau khi cảnh báo của Đô đốc Mỹ Philip Davidson và tiếp tục chỉ trích Washington mới là người gây hấn trước. Ông Davidson trước đó cho rằng Bắc Kinh sẽ có các động thái đe dọa nhiều nước trong khu vực lẫn toàn cầu nếu Washington không có những biện pháp răn đe quy ước phù hợp. Việc nước nào gây hấn, nước nào giữ ổn định là vấn đề thuộc về góc nhìn nên sẽ dẫn tới những tranh cãi không hồi kết. Song có một điều không thể bàn cãi là cả Mỹ và Trung Quốc đều đang ra sức củng cố lực lượng chuẩn bị các kịch bản xấu nhất. Trung Quốc muốn mạnh để không bị Mỹ đè.
truyền thông nhà nước và các quan chức Trung Quốc luôn có cùng một bài khi nói về sự phát triển nhanh chóng của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Đây là vì mục đích phòng thủ và cũng nhằm đáp trả lại các động thái quân sự dồn dập của Mỹ tại khu vực. Một quân đội Trung Quốc hùng mạnh có khả năng ngăn chặn các can thiệp quân sự từ bên ngoài không chỉ là lá chắn cho Trung Quốc mà còn là một người giữ ổn định cho hòa bình khu vực. Thời báo Hoàn Cầu của chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh trong bài xã luận đáp trả đô đốc Davidson ngày 11 tháng 8. Liu Xiang, một chuyên gia về Mỹ được tờ này trích dẫn, cho rằng quân đội Trung Quốc ngày càng mạnh và vẫn kiên định phát triển hòa bình vì khả năng xung đột với Mỹ tại khu vực sẽ càng thấp. Nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cũng theo quan điểm răn đe chiến lược bằng quân sự hay bất cập ở Mỹ. Trung Quốc không che giấu mục tiêu biến PLA thành một quân đội đẳng cấp thế giới. Hồi tháng 7 vừa rồi, PLA tuyên bố sẽ xây dựng một hệ thống huấn luyện kiểu mới giúp cải thiện việc huấn luyện quân sự về mọi mặt, tăng cường khả năng chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Bắc Kinh đã tăng 6,8% chi tiêu cho quốc phòng trong năm 2021, hướng tới việc sở hữu một loạt hệ thống vũ khí mới để bắt kịp Mỹ trong vòng 5 năm tới. Đầu tiên là lực lượng hàng không mẫu hạm. Trung Quốc hiện đang đóng tàu sân bay thứ 3, được cho là sẽ lớn hơn nhiều so với 2 chiếc trước của nước này và trang bị các máy phóng điện tử. Các nhà phân tích dự đoán nó có thể ra mắt trong 1 hoặc 2 năm nữa và đi vào hoạt động vào năm 2025. Máy bay ném bom tàng hình tầm xa H-20 cũng được trông chờ hoàn tất trong 5 năm tới, giúp Trung Quốc sở hữu chiếc đinh Barande hạt nhân hoàn chỉnh như Mỹ. Theo Thời báo Hoàn Cầu, những bổ sung khác cho kho vũ khí của PLA có thể bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ tiếp theo, siêu pháo điện tử gắn trên tàu chiến, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Tai-095 và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Tai-096. Song Yongping, một nhà bình luận quân sự Trung Quốc cho rằng PLA sẽ tiến tới tinh gọn lực lượng và hiện đại hóa khí tài bởi tránh thương vong sẽ trở thành tiêu chuẩn cho chiến tranh trong tương lai. Điều đó đồng nghĩa việc phát triển các loại vũ khí không người lái có thể nằm trong các mục tiêu của PLA trong 5 năm tới. Mỹ trên đà suy thoái. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ hồi tháng 2 đã thừa nhận PLA sẽ lấn lướt quân đội Mỹ tại khu vực trong tương lai gần. Nếu kế hoạch của Trung Quốc đúng tiến độ, tiềm lực tàu sân bay của Bắc Kinh vào năm 2025 sẽ gấp 3 lần Washington tại phía tây đường chuyển ngày quốc tế. Trên cơ sở đó, Indopacom đề xuất tăng thêm hơn 7 tỷ đô la Mỹ cho sáng kiến răn đe Thái Bình Dương, nâng tổng số tiền cho ý tưởng ngăn chặn Trung Quốc lên tới 27 tỷ đô la Mỹ trong vòng 6 năm tới. Cảnh báo của Indopacom có phần đúng nhưng chưa trúng khi loại bỏ các căn cứ lớn của Mỹ ở Hawaii, khiến nhiều người hiểu lầm quân đội Mỹ đang dần đối sức trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mặc dù vậy, thực tế là ngày càng nhiều tướng lĩnh Mỹ tỏ ra bi quan trước viễn cảnh đối đầu với PLA. Chúng ta không chỉ thua mà còn là thua nhanh nếu không điều chỉnh hướng đi. Trung tướng không quân Mỹ Clinton Hinode nhớ lại lời của một sĩ quan sau một cuộc mô phỏng chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc năm 2018. Trong nhiều năm qua, Lầu Năm Góc đã tiến hành nhiều vụ mô phỏng đụng độ với PLA, bao gồm một vụ tuyệt mật vào mùa thu năm 2020. Chi tiết về cuộc chiến mô phỏng này chỉ mới được hé lộ ngày hôm qua. Theo Yahoo News, nội dung mô phỏng là một cuộc xung đột kéo dài hơn 10 năm, bắt đầu bằng một cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học của Trung Quốc, khiến căn cứ và tàu chiến của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bị ảnh hưởng. Một cuộc tập trận quân sự lớn sau đó được Trung Quốc sử dụng làm vỏ bọc cho việc triển khai lực lượng xâm lược. Quá trình mô phỏng lên đến đỉnh điểm với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Trung Quốc nhằm vào các căn cứ và tàu chiến của Mỹ trong khu vực, cũng như một cuộc tấn công bằng đường không và đổ bộ chớp nhoáng vào đảo Đài Loan. Theo tướng Hinode, trong khi nhiều người vẫn không tin chiến tranh Mỹ-Trung có thể xảy ra, thật khó để khiến họ tin rằng quân đội Mỹ sẽ thua trận. Đó là lý do cần tiến hành các vụ mô phỏng. Chúng cho ta biết những thứ không khả thi và hiện tại có thể trở thành hiện thực như thế nào. Nhưng ở mặt khác, những cuộc mô phỏng đó cũng chỉ ta cách khắc phục điểm yếu. Bất chấp những lời cảnh báo sau các vụ mô phỏng, Lầu Năm Góc vẫn chậm chạp trong việc điều chỉnh các kế hoạch chi tiêu dài hạn hoặc đầu tư vào các năng lực quân sự cần thiết để bảo vệ Đài Loan hoặc Biển Đông. Theo cây bút lão luyện về an ninh quốc phòng James Kinfrail, theo các chuyên gia, nếu không muốn thua cuộc trước PLA, Lầu Năm Góc cần những quyết định táo bạo chưa từng có. Ví dụ gần đây, Thủy quân lục chiến Mỹ đã quyết định nói không với xe tăng và thiết giáp hạng nặng vào năm 2030 để đầu tư vào tên lửa chống hạm và các khí tài tấn công cơ động có khả năng sống sót cao để tối đa hóa khả năng chiến thắng trong cuộc chiến với Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là liệu Lầu Năm Góc có dám táo bạo với các lực lượng khác hay không? Chẳng hạn Hải quân Mỹ có từ bỏ tàu tuần dương hay tàu khu trục để thay thế bằng những chiến hạm nhẹ hơn, đa năng hơn,
và có thể chiến đấu hiệu quả gần bờ hay không? Câu trả lời có thể sẽ sớm có trong vòng một năm tới sau khi nhóm đặc nhiệm Trung Quốc do Lầu Năm Góc dẫn đầu hoàn tất việc nghiên cứu đối thủ và đưa ra các khuyến nghị cho chính phủ Mỹ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.